Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, ngày 5 tháng 10, mưa sẽ xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cục bộ có điểm có mưa to đến rất to và kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật. Cụ thể là tại các tỉnh miền Bắc, do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao nên mưa xuất hiện ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và lượng mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển và đồng bằng với lượng mưa từ 30 đến 60mm trong vòng 24 giờ. Khu vực Trung Bộ chịu tác động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 đến 10 độ Vĩ Bắc, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa xảy ra diện rộng từ Thanh Hóa cho tới tận Bình Thuận. Người dân cần đề phòng có tố lốc trong cơn dông cũng như là nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét ở khu vực đồi núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông. Cũng chịu tác động của rãnh áp thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành ở khu vực phía Nam ít biến đổi, cao nhất dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Về đêm và sáng sớm, nền nhiệt độ giảm, tiết trời mát mẻ và dễ chịu. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mưa rào và dông diễn ra trên diện rộng, khiến tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ có tố lốc trong cơn dông. Ngoài ra, thì gió cũng có xu hướng mạnh dần khiến cho thời tiết và tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đặc biệt là từ đêm nay sang đến ngày mai mùng 6 tháng 10, ở phía đông của giữa Biển Đông có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Bà con ngư dân cần cập nhật những thông tin mới nhất để có phương án phòng chống và đảm bảo an toàn. Như vậy là trong ngày và đêm nay, mưa xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Quý vị đề phòng mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày mùng 5 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.